lời đầu tiên tao xin chào mừng tất cả tụi mày đến với miền Tây, là nơi sau bao buổi nhậu cất lên câu hò khiến mày ghiền ngay. Ở đây con người nghe thẳng các bạn, thân tao chẳng thích vẽ vời. Mày hỏi nơi đây là đâu, vậy tao xin trân trọng trả lời. Đây là An Giang quê tao, một mảnh đất thiên kim giàu có, danh làm tán cảnh lễ hội đua bò. Ngoài đây ra nơi nào có đỉnh núi cao nhất ở Tây Nam Bộ là Thiên Cấm Sơn ngoài hùng đó, và những dấu tích chiến công lẫy lừng của ông cha tao vẫn còn đó. Không biết thì không sợ, nhưng biết rồi thì phải đến An Giang. Tao đất người đẹp, một lần đi thì mãi mến, không phân biệt vì giai cấp, người giàu có hay sang hèn. Chia nhau cũng đau cũng cá luôn, giúp để nhau toán lượng khi tắt đèn. Ít nhiều gì mày cũng biết tới bài giọng cổ tên là Chợ Mới. Hỏi cái chợ đó bao nhiêu tuổi mà sao đến giờ vẫn là chợ mới. Còn châu đốc, châu bà, châu xứ thì nằm ở ngay giữa thành phố trẻ. Đặc sản quê tao có ở mọi nơi, trong từng khu chợ và từng cây số lẻ. Tâm ơi, họ mà sao tao nghe nó cứ ghiền bay. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngân nga câu hát của người miền Tây. An Giang cầu bay gai cánh, nó không những vậy con núi nó liền mây. Nghe bài này thì mày nên biết chiến khai 67 An Giang miền Tây. Tụi tắm ơi, họ mà sao tao nghe nó cứ ghiền bay. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngân nga câu hát của người miền Tây. An Giang cầu bay gai cánh, nó không những vậy con núi nó liền mây. Nghe bài này thì mày nên biết chiến khai 67 An Giang miền Tây. Giang quê tao, một mảnh đất thiên kim giàu có, danh làm thắng cảnh lấy họ đua bò. Ngoài đây ra nơi nào có đỉnh núi cao nhất cách Tây Nam Bộ là Thiên Cấm Sơn ngoài hùng đó, và những dấu tích chiến công lẫy lừng của ông cha tao vẫn còn đó. An Giang ngày đã khác xưa, về đất quê tao không ngừng nổi mới. Khu vui chơi đô thị thành phố mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi. Điển hình như quán trường An Phú là nơi cho mày tỏ sức dạo chơi. Lăng bè châu đốc trên nổi Long Sinh cực kỳ hiếu khách nên luôn gọi mời. À chắc mày cũng biết An Giang quê tao có con kênh dài, và nó được ông Thoại Ngọc Hồng lên đầu đặt tên là kênh Bình Tế. Chùa Ba Chúc 1979.com me đỏ bất kể đêm ngày. Còn còn lại đó là lịch sử để dạy lại cho thế hệ tương lai. Nếu một ngày mày có về thăm vùng đất bảy núi An Giang thì nhờ ghé qua miếu Bầu Mớt ở gần khu chợ Nhà Bàn. Phía xa kia là anh Vũ Sơn mỏ két đứng thẳng trong đất, thì ngang đường chạm trà sư bốn mùa tươi tốt đứng bên trời An Hảo ơi tình điên vàng. Ông chú Tấm ơi, họ mà xa tao nghe nó cứ ghiền bay. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngân nga câu hát của người miền Tây. An Giang cầu bay gai cánh, nó không những vậy con núi nó liệt mây. Nghe bài này thì mày nên biết chiến khai 67 An Giang miền Tây. Ông chú Tấm ơi, họ mà xa tao nghe nó cứ ghiền bay. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngân nga câu hát của người miền Tây. An Giang cầu bay gai cánh, nó không những vậy con núi nó liệt mây. Nghe bài này thì mày nên biết chiến khai 67 An Giang miền Tây. Ở đây chắc ai cũng biết câu chuyện lịch sử về ông Năm Chèo. Ngày xưa ông Đình Tây có giúp đỡ hộ sinh một hộ dân nghèo, để trả ơn người nông dân ấy đã tặng cho ông vỏ cá mấy câu. Nhưng mà ông đã không lấy hết, chỉ lấy duy nhất một con cá sấu. Sau này thì con sâu ấy nó đã lớn dần theo dòng thời gian. Một ngày vào cơn mưa lớn, nó tự cắn mình thoát khỏi trong giam. Ra khỏi hồ thì con sấu đã ẩn dưới dằn nào gian. Cứ vài ngày thì lại trời lên xác gà xác vịt quấy nhiễu dân làng. Vừa hay tin ông Đình Tây mới lần thừa với Đức Phật thầy. Sao thầy dặn mà ông không nghe, ông Đình Tây đã bị Đức Phật rầy. Nhưng sau đó thì cũng đã trao cho ông một cái lưỡi câu, hai cây lao, một con cổ phụ, một sợi dây thần dài mặt câu xấu. Hỡi loài ngạc ngư, nếu thiên cơ đã định, ngươi nên nằm yên sám hối tu hành đi. Còn nếu số người đã tận thì hãy theo ta nhé. Ông chú Tấm ơi, họ mà xa tao nghe nó cứ ghiền bay. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngân nga câu hát của người miền Tây. An Giang cầu bay gai cánh, nó không những vậy con núi nó liền mây. Nghe bài này thì mày nên biết chiến khai 67 An Giang miền Tây. Ông chú Tấm ơi, họ mà xa tao nghe nó cứ ghiền bay. Ngồi trên chiếc xuồng ba lá ngân nga câu hát của người miền Tây. An Giang cầu bay gai cánh, nó không những vậy con núi nó liền mây. Nghe bài này thì mày nên biết chiến khai 67 An Giang miền Tây. Chuyện kể sao giết vậy với tôi, không có mê tín dị đoan ngàn.